từ một mẫu đèn pha sân khấu mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Đây là một mẫu đèn phù hợp với mọi người mua trang trí, background sân khấu, pha sáng và chiếu màu cho những khách sạn, nhà hàng, khách sạn 5 sao sang trọng. Đèn được thiết kế rất là đẹp, màu sắc của đèn có thể đi xa hơn 20m, độ sáng của nó có thể phủ rộng tốt cho không gian từ 20 đến 50m². Đây là một mẫu đèn có chế độ cảm ứng đeo nhạc và auto tự động và điều khiển hoa bàn điều khiển DMS. Đèn với hơn 200 kiểu đổi màu và chớp khác nhau, mọi người cũng có thể sử dụng để làm đèn chớp light, những quán bar, vũ trường, những phòng nghe nhạc sôi động. Mình đang quay về giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.